Dạ, xin mến chào quý chú anh chị đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ, lời nói đầu tiên Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý chú anh chị đam mê mai vàng trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công ạ. Dạ, hôm nay là ngày 27 tây tháng 12 năm 2023. Em xin giao lưu cùng với chú anh chị chín phôi mai vàng co lắc bonsai chuẩn đẹp. Dạ, muốn giao lưu cùng với chú anh chị ạ. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã nhiệt tình ủng hộ cho em những clip vừa qua. Dạ, hy vọng clip này kính mong quý cô chú và anh chị nhiệt tình ủng hộ cho em suôn sẻ nha, mau lẹ ạ. Địa chỉ tọa lạc của em là tại thị xã Tịnh Biên, cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500m của chú anh chị. Số điện thoại em là 0919 755 533, em tên Út ạ. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của em của chú anh chị. Dạ, Facebook của em là bonsai Tịnh Biên, cô chú anh chị gọi là bonsai Tịnh Biên là có cái trang cá nhân của em ạ. Đi rồi, không để mất thời gian của cô chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên luôn ạ. Dạ, cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng trực lắc của chú anh chị, cành rất rất đẹp của chú anh chị. Cốt cành có sẵn rất là mau chơi vô chú anh chị. Em xem đây. Dạ, cây này em cũng mạnh miệng bao bông cho cô chú anh chị ạ. Này cây bông giảo của chú anh chị. Bông 7 9 12 cánh à, bông rất đẹp của chú anh chị. Cây ngoài rất duyên dáng của chú anh chị. Hàng để bàn là hết sảy luôn của chú anh chị. Rồi, em cho xin thông số này. Dạ, chiều cao 55 ạ. Đường kính bầu 35 ạ. Cũ đế đặt là 39. Cũ đế đặt là 39 ạ. Hoành thân là 23. Hoành 23 ạ. Chi cành gớt là 11. Cốt chi số 1 là 11 ạ. Cái này mình chơi cây trực lắc cành gớt rất đẹp chú anh chị. Cũ ngoài rất đẹp nha. Giá hôm nay lên chín cây thì giá mềm sinh viên cho cô chú chị luôn ạ. À, rồi cây mai vàng mã số 1 đầu tiên em xin mong phép giao lưu cùng cô chú chị giá 1.900.000 ạ. À, em bao ship cho cô chú chị toàn quốc ạ. À, rồi xin mời quý cô chú chị tiếp tục vào cây mã số 2 ạ. À, em xin mời ạ. À, rồi tiếp tục vào cây mã số 2 ạ. À, và cây mã số 2 là cây mai vàng trực lắc của chú chị, củ đế rất là đẹp nha. Cái này em cũng mạnh miệng bao bông cho cô chú chị ạ. À, bông 7 9 12 cánh ạ. À, bông rất đẹp của chú anh chị. Để em xem đây. Cây ngoài dặn rất đẹp chú anh chị. Cốt cành to lực của chú anh chị. Đấy, em cho xin số. Cao là 42. Dạ, chiều cao là 42 ạ. À, đường kính bầu 40 ạ. À, củ gì củ sắn mà chú anh chị, nhiều củ sắn luôn nha. Đặt là 42. Củ đặt là 42 ạ. À, hoành thân là 24. Hoành 24 ạ. À, cây cốt cành có sẵn của chú anh chị rất là mau chơi cho chú chị. Chi 1, chi 2, chi phong là có sẵn của chú anh chị. Củ đế quá đẹp luôn. Em củ đế. Củ đế nhiều củ sắn cho chú anh chị. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 2 em xin mong phép giao lưu cùng chú anh chị giá 2 triệu à. Em cũng bao ship toàn quốc à. Dạ rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 3, em xin mời ạ. À, dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 3. Dạ, cây mã số 3 cũng là cây mai vàng trực lắc của chú anh chị, cành phóng nha. Có cành phóng rất đẹp của chú anh chị. Để em xem đây. Dạ, cái này em cũng bao bông cho cô chú anh chị à. Hôm nay lên 9 cây đều bông đẹp chú anh chị. Cô chú anh chị thích ghép thì mình ghép nha. Em có ốp hình bông cho cô chú anh chị tham khảo à. Cây ngoài rất đẹp chú anh chị. Rồi, em cho xin số em. Chiều cao 50. Dạ, chiều cao 50 ạ. À, đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42 ạ. À, cái củ đây đặt là 42. Củ đặt là 42. Hoành thân là 22. Hoành 22 ạ. À, hoành không nói lên tất cả của chú anh chị, quan trọng cây đẹp, cây chuẩn bonsai của chú anh chị. Cốc chi này là 13. Cốc chi số 1 13 ạ. À, cây ngoài em bao phê bao đẹp cho cô chú anh chị, cô chú anh chị. Cây này đế đẹp hơn chú anh chị, đế là 4 vách luôn nha. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 3 em xin mong phép giao lưu cùng chú anh chị giá 2.200.000 ạ. À, em cũng bao ship toàn quốc ạ. À, vậy rồi xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 4 ạ. À, em xin mời ạ. À, dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 4 ạ. À,
Dạ, cây mã số 4 là cây mai vàng bông dảo của chú anh chị. Cái này cái thân nó như dáng lông của chú anh chị, lượng rất là đẹp của chú anh chị. Cây này cũng rất là già của chú anh chị, cây này cũng đang lên xù nha. Tương lai của chú anh chị về mình trồng lên xù rất nhiều à, để bao đẹp của chú anh chị luôn nha. Rồi em xem nè, cây ngoài em bao khơi bao đẹp cho của chú anh chị luôn à, nó lắc dữ lắm, đẹp của chú anh chị, nó lắc nó dặn gần gút lắm chú của chú anh chị. Rồi em cho xin số nè. Giá chiều cao 50 ạ. À. Đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42. Cú đặt là 58. Cú đặt là 58 ạ. À. Hoành 25. Hoành 25 của chú anh chị. Cây ngoài rất đẹp chú anh chị. Cái này chú anh chị về mình chơi cái chiều số 1 mình chơi cành gớt á, đẹp chú anh chị, đánh nguyên cành gớt nha. Ở trên mình chụp cái nón là ok. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 4 em xin mong phép giao lưu của chú anh chị giá 3.700.000 ạ. À. Em bao ship cho cô chú chị toàn quốc ạ. À. Dạ rồi, xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 5 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 5 ạ. À. Dạ, cây mã số 5 là cây mai vàng siêu quái của chú anh chị. Nhìn giống như một con ốc sên nha. Cái củ hết sức đẹp luôn. Cái củ dữ lắm luôn cô chú anh chị. Cái này em cũng mạnh miệng bao bông dảo cho chú chị ạ. Bông 7-9-12 cánh nè, bông rất đẹp của chú chị. Em xem đây. Nguyên một củ chà bá luôn của chú chị. Cái thằng quá đẹp chú chị, sắn vừa lò xo nha. Cây ngoài em bao phê bao đẹp cho chú chị ạ. Đây của chú chị, nhìn cái củ này chú chị, hết cái củ nha. Củ cũng như chứ bí gợ vậy đó, em ôm cái củ em dữ lắm rồi chú anh chị. Rồi em cho anh xin một số này. Chiều cao là 40. Dạ, chiều cao lên 40 ạ. Đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42 ạ. Cái củ đặt là 55. Củ đặt là 55 ạ, hết sức cái củ rồi. Cái này cũng khó đâu hoành đúng chị, không có đo dưới đây được hết chú chị, nó xoắn luôn chú chị. Đây vị trí này là 28, nếu đo dưới đây là trên 30 nha, em bao trên 30 cho chú chị ạ. À. Lĩnh em đo nguyên cái cụm đây. Nguyên cụm như đây là 39 hoành ạ. Chi số 1. Chi số 1. Chi số 1 là 16. Rồi, em coi nó bài dài nhiêu em. Bài dài là 40. Bài dài là 40 ạ. À. Em xem đi. Cây này cây chuẩn đẹp của chú anh chị, chuẩn bonsai đẹp luôn nha. Đó, cấu cành này của chú anh chị miễn bàn nè. Chi 1, chi 2 với cái gì phóng rất đẹp ạ. À. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 5, em xin mong phép giao lưu cùng của chú anh chị giá 5.500.000 ạ. À. Em bao ship cho con chú anh chị toàn quốc ạ. À. Rồi xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 6 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 6 ạ. À. Dạ, cái mã số 6 là cây mai dáng bay của chú anh chị. Dáng bay, hai dáng bay đuổi nhau rất đẹp chú anh chị. Cái này em cũng mạnh miệng bao bông dảo cho chú anh chị ạ. Bông 7-9-12 cánh ạ, bông rất đẹp chú anh chị. Hai thân bay đuổi rất đẹp nha. Để em bao đẹp cho chú anh chị luôn. Đó, em xem đi em. Cực kỳ quái luôn chú anh chị. Đây, mặt này cũng rất đẹp chú anh chị, không thua mặt tiền nha. Đó. Cây ngoài em bao quê bao đẹp cho chú anh chị ạ. Giá cũng mềm sinh viên thôi chú anh chị. Cô chú anh chị chơi hệ dáng bài lấy cái này chơi nha. Cái thân bài này cô chú anh chị. Nó bài nó gặt nha. Đó, nó đưa ra cái dàn xương rất là đẹp à. Đó, em cho xin một số này. Đường kính bầu 42. Dạ, đường kính bầu 42 ạ. Cái củ đặt là 60. Củ đặt là 60 ạ. Hoành 24 à. 75. Tán bay dài là 75 à. Ừ. Em đòi cốc chi đó nhiêu? Cốc chi này là 16. Cốc chi 16 à. Cốc chi này là 17. Cốc chi 17 à. Cái này của chú anh chị về chồng mình sửa nhẹ lỗi xíu à, cho nó hơi nghiêng xuống xíu nha chú anh cô chú anh chị. Rất đẹp nha. Nãy em không có chim lên à, em nghiêng nhẹ xuống xíu cho chú anh chị tham khảo em, nghiêng nhẹ xuống.
Đó, như vậy chuẩn đẹp chú anh chị ha. Rồi em để xuống đây, em quan vọng đi anh báo giá luôn nha. Cây này mình chơi được hai mặt tiền của chú anh chị, mặt nào cũng đẹp chứ chú cô chú anh chị. Cái thân bài nó co lắc rất đẹp nha. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 6 em xin mong phép giao lưu cùng chú anh chị giá 3.500.000 ạ. À, em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ạ. À, dạ rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 7 ạ. À, em xin mời ạ. À, dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 7 ạ. À, và cây mã số 7 cũng là cây mai giả của chú anh chị, dáng siêu nha, dáng siêu cành gớt rất đẹp à, rất là quái luôn chú anh chị. Cái này để em bao phê bao đẹp cho chú anh chị ạ. À, nguyên phủ chà bá luôn chú anh chị. Em xem đây, cốt cành uy chi qua nhạo của chú anh chị, rất là đẹp luôn. Cây sạch sẽ không thẹo dít luôn, hết sức cái cũ rồi. Hồi em đo cái cũ cho cô chú anh chị tham khảo ha. Rồi em chọn xin đồng số lên mà. Cao là 75. Dạ, chiều cao 75 à. Kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Cái cũ đặt là 72. Cũ đặt là 72 à. Hoành thăng là 27. Hoành 27 à. Cốt cành số 1 em. Cúc chi số 1 là 13. Cúc chi số 1 13. Cái này mình về mình chơi cây phong cách lạ đó chú anh chị. Dáng siêu cành gớt nha. Em mời mấy cũ lại cho chú chị. Quyền cũ chà bá luôn chú anh chị, dữ lắm nha. Vậy rồi, cây mai vàng mã số 7 em xin mong phép giao lưu cùng chú anh chị giá 3.900.000 ạ. À, em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ạ. À, vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 8 ạ. À, em xin mời ạ. À, dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 8 ạ. À, dạ, cái mã số 8 là cây mai vàng siêu quái của chú anh chị. Để thú nha, quyền thú luôn, quyền thú bay bay mà lắc lượn của chú anh chị. Cây rất là quái nha chú anh chị. Và cây này em cũng bông bông cho cô chú anh chị ạ. À, bông 7-9-12 cánh ạ. À, bông rất đẹp chú anh chị, bông giảo luôn nha. Nó cái đường thân nè, đường thân co lắc quyến rũ luôn, rất là đẹp chú anh chị. Nó sắn nha, nó sắn nó bay luôn chú anh chị. Để thú của chú anh chị, cây này rất dài nha, cây cũng đang lên xù của chú anh chị, nó xù dưới gốc hết trơn nha. Cây ở ngoài em bao phê bao đẹp cho cô chú anh chị ạ. À, rồi em cho xin đồng số luôn em. Chiều cao là 45. Dạ, chiều cao là 45 ạ. À, đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42. Cũ đặt là 56. Cũ đặt là 56 ạ. Hoành thăng là 25. Hoành 25 ạ. À, cây chuẩn đẹp chú anh chị, rất là quái nha. Đó, còn chú anh chị nhìn đường thân nè, nó dặn nè. Cây không thể giúp luôn của chú anh chị. Cây ngoài em bao phê bao đẹp cho chú anh chị nha. Tuyệt vời luôn. Em mời một cái cũ nè, hết sức cái cũ luôn chú anh chị. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 8 em xin mạng phép giao lưu cùng của chú anh chị giá 4.500.000 ạ. À, em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ạ. À, dạ rồi, xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 9 ạ. À, dạ em xin mời ạ. À, dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 9 ạ. À, dạ, cây mã số 9 là cây mai vàng co lắc của chú anh chị. Cây có một cành phóng rất đẹp nha. Cây này em cũng mạnh miệng bao bông giảo cho cô chú anh chị ạ. À, bông 7-9-12 cánh ạ. À, bông rất đẹp của chú anh chị. Em xem em. Cây này chơi cây phong cách lạ chú anh chị. Cây này cũng đang lên xù chú anh chị, nó nổi xù nha chú anh chị. Đó, cục chơi nha. Cây này tương lai của chú anh chị về mình nuôi xù dữ lắm ạ. Đó, cây cành phóng luôn chú anh chị, nó lắc nha, lắc rất là đẹp luôn. Đế em bao đẹp cho chú anh chị ạ. À, rồi, em cho xin một số. Để hết sức đế luôn. Chiều cao là 50. Dạ, chiều cao 50 ạ. À, đường kính bầu là 45. Đường kính bầu 45 ạ. À, cũ đặt là 76. Cũ đặt là 76 ạ. À, hoành thăng là 23. Hoành 23. Cúc chi ba dài 52. Cúc chi ba dài 52 ạ. À,
cây này mình chơi cây phong cách dáng lạ là tuyệt vời luôn chú chị. Đó chú chị nhìn thấy cành gớt nè, đó lắc rất đẹp nha, lắc lượn mỗi cái lắc một cúc cành luôn chú chị. Ở ngoài em bao khuê bao đẹp nha, đế nè, hết sức đế rồi, em bơm cái nồi đế dữ lắm rồi chú chị. Vậy rồi cây mai vàng mã số 9 em xin mong phép giao lưu cùng chú chị giá 3.500.000 ạ. Em cũng bao ship cho cô chú chị toàn quốc ạ. Vậy rồi cây mã số 9 cũng là cây mai clip ạ. Dạ clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị thấy hay thì nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho cô chú chị ạ. Dạ rồi, em xin chào quý cô chú chị, hẹn quý cô chú chị clip sau ạ. Em xin chào ạ.